Hello, xin chào các bạn. Lời đầu tiên mình xin chúc các bạn có một năm mới thật là nhiều sức khỏe và vạn sự như ý. Mình hy vọng năm nay tình hình Covid được cải thiện hơn và tất cả các bạn có thể gặt hái được nhiều thành công trong năm mới này. Đó. Thì video này á, mình chỉ muốn chia sẻ với các bạn về cái kinh nghiệm của mình. Thì mình mới vừa nghiệm ra cách đây khoảng vài tuần thôi. Thì như các bạn đã biết là định luật 80-20 đó, thì hay còn gọi là Pareto Principle gì đó. Thì để theo như định luật 80-20 á, thì 80% số tài sản trên thế giới được sở hữu bởi 20% dân số trên thế giới. Đó là coi như top 20% những người giàu nhất trên thế giới là họ sở hữu 80% tài sản trên thế giới. Thì sau một thời gian sử dụng nước hoa các bạn, mình mới phát hiện ra là hình như cái định luật 80-20 đó nó cũng có thể áp dụng trong cái bộ sưu tập nước hoa. Đó, thì như các bạn đã biết á, là mình có khoảng 45 chai nước hoa. Nhưng mà số chai nước hoa mà mình thường xuyên sử dụng á, chỉ có nhiêu đây thôi, là khoảng 14 chai. Thì các bạn có thể nói ở hơn 25% đi. Ok, là tạm gọi là 25-75 đi. Còn 75% mấy chai nước hoa còn lại mình rất là ít đụng tới, có như thỉnh thoảng xài một lần hai lần vậy thôi. Nhưng mà xài thường xuyên mà mỗi ngày đi làm luôn á là chỉ có 14 chai nước hoa này thôi. Đó. Cho nên mình chỉ góp ý với các bạn đó là các bạn hãy giống như các bạn hãy theo xem lại cái bộ sưu tập nước hoa của các bạn. Xem coi khoảng 20% số chai nước hoa nào mà các bạn yêu thích nhất, các bạn thường xuyên xài nhiều nhất, thì các bạn chỉ dồn tiền mua những chai nước hoa đó thôi. Tại vì sở hữu nhiều chai nước hoa quá cũng không phải là một điều hay, là tại vì các bạn không có đủ thời gian để các bạn xài hết số bộ sưu tập mấy trăm chai nước hoa đó, như một số người nổi tiếng họ như Trấn Thành đó có 400-500 chai nước hoa. Nhưng mà mình nghĩ là mua để sưu tập thôi, nhưng mà bảo đảm Trấn Thành ít có thời gian sử dụng hết 400-500 chai nước hoa đó lắm. Tại vì một năm các bạn nghĩ đi, có 365 ngày, thì nếu mà có các bạn có hơn 500 chai nước hoa mỗi ngày các bạn xài một chai thì sao mà hết năm cũng chưa xài hết được bộ sưu tập nữa, đúng không? Thì cho nên á, thì đây là 14 chai nước hoa mà mình xài thường xuyên, thì mình chỉ dồn tiền để mua những chai này thôi. Thì khi mà nó hết thì mình mua. Nhưng mà chỉ tiếc là có một số chai nước hoa này hiện tại bây giờ các bạn không thể mua được nữa. Ví dụ như là hai chai này của nhà Zegna và phiên bản EDT là Indonesian Oud với lại Florentine Iris, thì họ đã ngưng sản xuất rồi. Và cái nhà Creed hay là nhà Emoise thì nước hoa họ đã thay đổi rồi. Cho nên muốn có những chai nước hoa như vậy á, rất là khó kiếm. Mình không biết khi nào họ mới cải thiện được cái chất lượng sản phẩm, chứ vì hiện tại bây giờ thì mình chỉ còn như đây thôi. Dù như mình xài hết là mình không biết làm sao giờ. Đó, cho nên để dành xài từ từ thôi, chứ rất là khó kiếm những cái phiên bản cũ của mấy chai nước hoa mà mình yêu thích. Đó. Thì mình chỉ muốn góp ý với các bạn vậy thôi. Để cho các bạn chủ yếu á, thì 14 chai này các bạn, lý do mình chọn mình xài thường xuyên á là nó có một số nguyên nhân như sau. Nguyên nhân thứ nhất á, đó là khi mà mình xài 14 chai này á, mình rất là yêu thích. Cái quan trọng mà khi mà các bạn chọn nước hoa á, là các bạn phải yêu thích cái mùi hương đó trước cái đã. Chứ các bạn đừng có theo phong trào, đừng có thấy mà ở trên Facebook hay là ở trên YouTube hay là ở bất cứ đâu mà nhiều người xài thì các bạn cũng muốn xài theo, thì nhiều khi nó không hợp đó. Cái như mình đã nói là cái quan trọng nhất á là các bạn phải yêu cái mùi hương đó. Yêu nha, chứ không phải thích nha. Thích nhiều khi là các bạn chỉ thích một ngày hai ngày thôi là các bạn thôi. Nhưng mà khi mà các bạn yêu, các bạn mê, các bạn là coi như các bạn mê nó hoài luôn. Thì như vậy đó, mấy chai này mình mê hoài luôn. Đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai á là 14 chai này á, khi mình xài á, được rất là nhiều người khen. Đó, thì các bạn thấy không, nó có hai cái lợi là mình vừa yêu thích mà những người xung quanh họ yêu thích luôn. Đó, cho nên mình mới lựa ra trong bộ sưu tập 45 chai đó là chỉ có mấy chai này là coi như là nó đáp ứng được hai yếu tố đó thôi, mà cả mình thích và những người xung quanh đều thích luôn. Chứ có một số chai nước hoa tự nhiên mình thích nhưng mà những người xung quanh họ không thích, giống như là Interlude đó, đâu phải ai cũng thích cái mùi Emoise Interlude đâu.
đó. Hoặc là như mấy trại lạ lạ như Emoas, In Jubilation 25, hay là nói chung có một số chai nước hoa mà cái mùi mình thích lắm, nhưng mà khi mình xịt lên mình đi hỏi á, thì một số người họ giống như là họ không muốn từ chối, nhưng mà mình có cảm mình nhìn được là họ không thích cái mùi hương đó, cho nên mình chỉ tập trung vào những chai nước hoa mà những cả mình thích và những người xung quanh đều thích luôn đó. Các bạn thấy không, rất là hoàn hảo luôn. Thì mục đích xài nước hoa để làm gì? Có một số người họ xài nước hoa là để họ nâng cao cái sự tự tin của họ lên, thì khi mà họ đi ra ngoài đó, khi mà họ giao tiếp với những người xung quanh thì những người xung quanh họ khen, góp ý cái trời anh xài nước hoa thơm quá, anh xài hiệu gì vậy, chỉ tôi mua với đó. Mà bản thân của các bạn cũng thích cái mùi đó nữa đó, thì những chai nước hoa đó thì các bạn có thể áp dụng cái định luật 80-20 để các bạn lọc ra 20% số chai nước hoa nào mà nó đáp ứng được hai cái nhu cầu đó, là bản thân của các bạn đều thích và những người xung quanh họ đều thích, thì các bạn dùng tiền để mua những chai đó thôi. Còn những chai nước hoa còn lại thì mình nghĩ là nếu hết thì mình khuyên các bạn đừng nên mua lại, tại vì thứ nhất là nhiều khi các bạn không thích, thứ hai là những người xung quanh họ không thích, cho nên nhiều khi các bạn ít có dịp xài tới thì các bạn mua thì nó lại hơi lãng phí. Đã dùng tiền mua 20% top những chai nước hoa nào mà các bạn yêu thích và những người xung quanh yêu thích thôi. Thì đó là cái góp ý của mình đầu năm nay dành cho các bạn. Và thêm một cái dự định của mình nữa đó là, các bạn biết không, là dạo gần đây mình rất là bận, mình không có thời gian review mỗi giống như là một tuần 2-3 video giống như hồi trước nữa, các bạn thấy không, còn nhiều khi một tháng mình mới ra một video hoặc là 2 tháng mình mới ra một video. Thì cái kế hoạch của mình cho năm 2022 này á, đó là mình sẽ test tất cả những cái sample mà mình có, sau đó cái mình làm khoảng giống như một cái mỗi cái video mình làm khoảng chừng 5 cái sample là mình review 5 chai nước hoa. Thì thứ nhất á là tiết kiệm thời gian cho mình đó, là tại vì mỗi lần mà mình review á mình phải bày ra mình phải lấy nước hoa xuống bày ra set up này nọ, rất là mất thời gian. Mà nếu mà cứ một lần setup vậy là một video thì nó rất là hao tổn thời gian, cho nên mình cắt gọn lại cái khoảng setup. Các bạn nghe tiếng pháo thì tối nay là 31, bên mình là hiện tại là tối 31, thì những người xung quanh họ đốt pháo để ăn mừng New Year thôi đó. Ok, thì quay trở lại vấn đề là chết một sao mình hay quên ta nhiều khi. Ok, xin lỗi các bạn. Thì khi mà mình cắt bỏ cái giai đoạn setup đi á, thì nó tiết kiệm thời gian cho mình hơn. Và thêm cái nữa là tiết kiệm thời gian cho các bạn hơn, là tại vì các bạn không cần phải bấm tới 5 video, các bạn chỉ cần coi một video thôi thì mình review tới 5 chai nước hoa luôn. Thì mỗi cái thumbnail á, trên cái hình ở ngoài thì mình sẽ để hình 5 chai nước hoa đó, thì các bạn nhìn hình thì là các bạn biết là cái video này nó sẽ gồm có 5 chai nào vậy đó. Các bạn thấy không, cái đó thì nó tiện lợi cho cả đôi bên. Đó thì tại vì giống như là làm mỗi chai nước hoa một video cũng được nữa, thì cái đó nó giúp ích cho cái lượng view của mình, là tại vì khi mà các bạn xem càng nhiều á thì mình được càng được nhiều tiền YouTube. Nhưng mà cái đó không quan trọng, tại vì thực sự mà nói á, thì mình nhận được tiền từ YouTube á rất là ít các bạn. Mỗi ngày mình nói thật với các bạn luôn á, mỗi ngày mình chỉ được khoảng chừng $1 thôi, thì tính ra khoảng chừng 23.000 tiền Việt Nam thôi, không có nhiều chứ không phải như nhiều YouTuber khác mà một tháng họ kiếm mười mấy 20.000 mấy ngàn đô hay là mười mấy ngàn đô. Thôi mình không có, một tháng mình chỉ kiếm khoảng chừng 50-60 đô thôi đó. Cho nên cũng không có đáng cho lắm, thì cái thời gian đó mình để mình làm cái công chuyện riêng, thì mình sẽ cố gắng sao mà 2 tuần á mình ra một video review khoảng 5 chai nước hoa đó. Thì khi mà các bạn xem á thì các bạn chỉ việc xem một video đó thôi là các bạn biết 5 chai nước hoa đó là được. Yeah. Thì đó là cái kế hoạch của mình cho năm 2022 này, vậy thôi. Hiện tại á, thì mình xin nói thiệt với các bạn á, là mình cảm thấy rất là nản về cái nước hoa, là tại vì như mình đã nói là nhà Creed nè, nhà Emoa họ thay đổi cái công thức, họ cắt giảm hương liệu, cho nên nước hoa nó không có
xài không có đã như hồi xưa. Cho nên mình nản cái phần đó là tại vì bây giờ đi kiếm mà hãng nào nó cũng như vậy, sao mà xài, đúng không? Cho nên không biết tương lai như thế nào, nhưng mà hiện tại á, đây là những chai nước hoa mình yêu thích thì mình chỉ tập trung mình mua những chai này thôi. Còn những chai khác thì mình có thời gian rảnh thì mình đi kiếm sample review thôi. Với thêm một điều này nữa là có một số bạn yêu cầu mình review nhà Alexandria gì đó. Thì mình biết, theo như mình biết là nhà đó là giống như nhà copy, nhà clone, giống như làm nước hoa giống những chai nước hoa khác. Thì như các bạn đã biết á, mình không có thích xài những cái dạng như clone, như Club de Nintendo thì nhiều người nói giống, nó hay, tỏa mạnh hơn, lưu hương lâu hơn Quick Advantage. Mình không có quan tâm. Tại vì như mà nó nói là mình thà mua một chai nước hoa trị giá $400 còn hơn là mình mua 4 chai nước hoa trị giá $100. Nhưng mà mình không có thích nó, mà mình không có muốn xài nữa. Đó, cho nên mình không có muốn review những cái nhà clone đó. Thì nếu mà các bạn muốn xem những cái review về nhà clone đó, thì trên YouTube có rất là nhiều YouTuber họ review mấy cái thương hiệu đó. Nhưng mà riêng cái channel này mình sẽ không có review mấy cái nhà như Alexandria hay là Club of Nintendo. Mình không thích mấy điều đó. Đối với mình đó là mình thích những chai nước hoa nào mà nó có phong cách riêng. Đó, là khi mà các bạn xài á, nó ngửi cái mùi hương đó là các bạn biết là cái chai này nó là original. Ví dụ như Aventus đó, hay là Tom Ford Fabulous đó, hay là Indonesian Wood, hay là Silver Mountain vậy đó. Đó, thì nó có phong cách riêng, thì các bạn xài nó mới đã hơn là các bạn xài mấy cái clone. Thì có một số bạn sẽ không đồng ý, họ sẽ phán đó là nếu mà xài mấy original thì nhiều khi nó mắc tiền quá, thì chỉ có khả năng xài clone thôi. Cái đó là mình đồng ý, thì mình không có cái đó, mình không có phản đối gì hết. Nhưng mà cá nhân của mình á, mình không có thích xài clone, mình không có thích xài những cái chai nước hoa đó, và mình cũng không muốn bỏ tiền để mình mua sample của mấy cái thương hiệu đó về để mình review nữa. Tại vì mình không có xài, tự nhiên mua về để review để đáp ứng nhu cầu của một số người, các bạn thấy không? Nó đi ngược lại với lại cái con người của mình, cái phong cách của mình. Cho nên các bạn biết từ trước tới giờ mình review mình không có quan trọng review, hay là mình không có buôn bán nước hoa, mình không có làm gì đó, thì mình thích thì mình review thôi. Mình đúng như nghĩa là review chơi chơi vậy thôi á. Chứ không có quan trọng về cái view hay là tiền hay là subscribe gì đó. Rảnh thì review vậy đó. Thì mình chỉ muốn chia sẻ cho các bạn biết là ok, những chai nước hoa này á, nó hay, thì các bạn nên thử đi. Tại vì mình xài mình thích, thì mình nghĩ sẽ có nhiều người thích giống như mình. Vậy đó, thì mình chia sẻ vậy thôi. Chứ mình không có thích chạy theo bọn chào. Hiện tại bây giờ các bạn hỏi mình chai nước hoa nào mới nhất, chai nước hiện tại bây giờ có chai nước nào ngon không, thực sự mình không biết luôn. Thì mấy tháng nay mình không có bỏ thời gian để mình đi nghiên cứu nước hoa. Tại vì mình thấy nó mình mất cái nguồn cảm hứng rồi, cho nên mình không muốn. Tại vì mình đã kiếm được những chai nước hoa này, nó đã đáp ứng đủ cái nhu cầu của mình rồi, cho nên mình không có cần phải đi kiếm thêm nữa. Trừ khi thật sự mà có thời gian rảnh, hoặc là lúc nào có dư giả tiền bạc á, thì lúc đó mình sẽ nghĩ thêm. Nhưng mà như mà nó nói là các bạn áp dụng tới cái định luật 80-20, thì cho dù các bạn có 100 chai nước hoa, 500 chai nước hoa, nhưng mà các bạn chỉ thực sự sử dụng có 20% trong số mấy trăm chai nước hoa đó thôi. Cho nên không có cần phải đi kiếm nhiều chi cho nó mệt. Đó, vậy thôi. Ok, thì đó là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong năm mới này. Ok, thêm một lần nữa mình xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và đạt được những gì mà các bạn mong muốn cho năm mới này. Ok, và xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ channel Review Nước Hoa này. Thực sự mà nói thì mình rất là biết ơn rất là nhiều bạn đã luôn giúp đỡ mình, luôn ủng hộ channel của mình từ những ngày đầu tiên. Các bạn đừng nghĩ là mình quên ơn các bạn, nhà mình biết những người nào đã từng giúp đỡ mình, đã từng ủng hộ mình, từ giống như là từ chỉ có mấy chục subscriber cho tới bây giờ mười mấy ngàn người. Đó, thì mình luôn biết ơn các bạn, chứ không phải là mình coi như là được bây giờ được nhiều rồi thì không có cần nữa, chứ mình vẫn ghi nhớ trong lòng. Nhưng mà
Thì đấy các bạn thấy không, cho dù mình làm cái channel này từ năm 2018, bây giờ chuẩn bị bước qua năm 2022 rồi, sắp được 4 năm rồi, thì cái cốt lõi của cái channel này nó vẫn như vậy, nó không có thay đổi, là mình vẫn giữ vững lập trường của mình, mình vẫn cho các bạn những cái review nào nó chân thật nhất, nó thực tế nhất. Để làm chi? Để cho các bạn biết được, để các bạn thứ nhất là tiết kiệm thời gian nè, tại vì các bạn phải đi ra ngoài rồi test đúng không, mất thời gian. Thì cái này mình đã cắt đốt cháy giai đoạn cho các bạn rồi, đó mình thu gọn lại thì mình test hết xong mình cho các bạn biết ở channel nào hay, channel nào dở, để cho các bạn né. Đó. Rồi thứ hai là để cho các bạn tiết kiệm tiền, để cho các bạn khỏi mua. Tại theo như mình biết á, có một số bạn lâu lâu nhắn tin với mình nói là anh ơi anh review cái chai này đi, em nghe mấy người bên Việt Nam khen hay là mấy người YouTuber nước ngoài khen thơm quá, nhưng mà em mua về em xài không có hợp. Đó. Cho nên như mình thì nhiều khi á, các bạn biết không, trong ngành với nhau thì giống như là có một số YouTuber á, họ ủng hộ nhau, giống như là ví dụ như người này khen chai A này thơm thì người kia cũng khen, cũng giống như là chung xuồng với nhau, họ giống như là họ ủng hộ nhau vậy đó. Nó gọi là hát á, giống như là tưng bốc lên, nhiều khi thực sự cái chai nó không có hay cho lắm. Nhưng mà riêng với mình là mình có cái hướng đi riêng của mình, cái channel này nó độc lập, nó không có dính dáng gì tới ai, mình không có hợp tác với ai, nên mình tự mình làm thôi. Cho nên giống như là ở đây thì các bạn được những cái góp ý nó khác với lại những cái khác, mình không có đi theo phong trào, nhiều khi mình góp ý nó hơi thật lòng quá, cho nên mong các bạn hiểu là mình chỉ muốn cho các bạn biết những cái ý kiến chân thành thôi, chứ không có gì hết, không có phải là mình bác bỏ hay là gì hết gì đó. Ok, đó là gì mình muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Video này nó hơi dài ha, mong các bạn thông cảm. Ok, cảm ơn các bạn, hẹn gặp các bạn vào video tiếp theo. Chào tạm biệt.